dần dần bắt đầu chân con đẹp báo tê dần dần vào tư nhé. Đầu tiên mình sẽ tô phần mỏ của màu đen. Cánh phần lông của mình cũng màu xanh. Lưỡi của nó cũng rất là xinh. Còn đôi cánh này sẽ tô màu tím. Tiếp theo phần thân mình sẽ tô màu cam. Nó vật can đúng không nhỉ? Ok, mẹ tôi xong bức tranh con đã của mình rồi. Video của mình này cũng là kết thúc. Các bạn đã xem video của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.